Vâng, và sau tiếp tục em giới thiệu con các bác là một con Sony đầu đét K303XA, siêu phẩm của Sony, dòng chạy đầu đét và tích hợp các bác có thể làm rề, làm đát qua cổng lock, đẹp long lanh cành đào nha, giá là 13.500.000, đã bao gồm phí ship. Máy đẹp long lanh, chạy 3 đầu từ, tất cả thuộc pháp hoàn hảo hết, tất cả tính năng máy tuyển về. Đấy, mời các bác cùng xem về đồ đẹp sản phẩm luôn. Giá trên là đã bao gồm phí ship, nếu các bác chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt có 200.000, còn 13.300.000. Phần này là phần thao phát, cũng như là có đèn tia, bỏ ben, phần hiện đồng hồ và tất cả các tính năng như là tua bật vân vân. Máy đẹp long lanh luôn nha các bác. Máy mạng về, hai hồi gỗ ốp sườn. Các bác nào mình có những con Sony và 35 37 thì để con nào lên hết bài, hoặc là những con Akufai i 303 305 có hồi gỗ rồi đó, để này lên rất là đẹp, vừa trưng bày vừa nghi bên đét bên cassette đó các bác. Đây là hai hộp gỗ của nó các bác, hộp gỗ này sáng bóng piano nha, hai phía trên nóc long lanh luôn nha. Đây là phía trên máy chắc bãi về, máy đấu mạng về nhiều quá, chưa qua tay người sử dụng Việt Nam, các đã có rack làm bằng vàng ém luôn nha. Mời các bạn xem cảnh phía sau. 24W điện 100V, mắt in da băng điện 100V nha. Đây là CD red in, các bác kém nếu làm rề các bác kém line in hoặc là thao phát kém vào đây, út là kém số âm ly nha. Đấy, thì vậy thôi, em đã giới thiệu con chi tiết cũng như là giá thành cũng như là báo sản phẩm để các bác cùng xem với con K303XA của Sony mới về, giá là 13.500.000, đã bao gồm phí ship, chỉ còn đổ em bớt 200.000, còn 13.300.000. Vâng, sau đây em giới thiệu các bác một con đầu đét rất nổi tiếng của Test, đó là Test V7000G nha các bác. Dòng này đã được tích hợp mạch Dolby NR rồi nha, chạy 3 đầu từ, máy tuyển về, máy đấu mạng về rất là đẹp, tất cả hoàn hảo, tất cả tính năng. Các bác có thể làm DA, thích nghi nhạc lock, tiếng dày dặn thì các bác qua cái phần rề của con Test này. Có nghĩa là các bác cắm con CD qua phần input của Test rồi cắm output xuống âm ly thì hệ thống âm sách nó sẽ thay đổi qua phần rề của con Test này. Với sự sang trọng và nghĩa bên Test thì các bác có thể sử dụng này. Con này thì em đang giao các bác là 11.000.000 nha, đã bao gồm phí ship, mét tuyển đẹp hết nha các bác. Mời các bác cùng xem. Các bác nào mà yêu nhạc 75, nhạc cổ thì những con này rất là, các bác rất là thích. Thứ nhất là trưng bày này, thứ hai là mình nghi được đầu cassette và những dòng đời cao chạy 3 đầu từ nha. Được cái em nó có, các bác có thể làm rề được. Có đồng hồ tia cho hai cơn phía trước, volume phần chỉnh lever. Đấy, cạnh hông phía bên phải. 11.000.000 là em chiến, đã bao gồm phí ship, chuyển khoản đủ em vẫn bớt 200.000 nha. Đây là phía trên nắp của con Test V7000 Gold. Gold có nghĩa là mèo vàng nha các bác. Phía sau đây các bác thấy này, đây độ nét đây, nếu các bác cắm vào input và output ra nên nhận được cái rề CD red 20W, hàng điện 100V, nội địa Nhật cho băng. Nhìn cái tem đã có thay đổi độ mới rồi nha. Rồi thì nó như vậy thôi, rất là đẹp, hoàn hảo tất cả các tính năng. Bác nào có nhu cầu về con Test V7000 thì alo cho em nha. Mời các bác cùng xem lại mặt tiền của em nó một tí nữa. Rồi sau đây thì em cũng dành thời gian để những sản phẩm khác và dừng video. Bác nào yêu thích con V7000 đẹp long lanh cành đào thì alo cho em chiến có hai số điện thoại ở trên tâm biển nha. Giá đã bao gồm phí ship là 11.000.000, chỉ còn đổi bớt 200, còn 10.800.000. Em giao hàng toàn quốc và tận nhà tất cả các bác nha.